form từ 2013 đến 2017 mọi người ạ. Một anh chiếc màu xám sần. Thì xin phép mọi người em sẽ review chiếc xe này, lên sóng luôn cho chiếc xe này cho mọi người. Tay lái một nguyên zin đầu xe. Tay phanh không cong vênh. Đấy. Một đôi luôn ạ, một đôi tay phanh là nguyên zin theo xe, không cong vênh, tay lái vẫn nguyên zin theo xe đấy nhá. Còn sạch và đẹp. Đấy, tất cả những cái gì zin còn đẹp bên em sẽ cố gắng giữ gìn để làm sao chiếc xe nhìn nó hoàn chỉnh nhất. Đấy. Pha đèn còn rất chi là trong trẻo này, sơn xi này. Đấy, nó có hơi còn là gọi là cái này là hơi, không phải là sức sát đâu, cái này là kiểu như có cái gì đấy cọ vào, nó để lại dấu vết gọi là đen bẩn bẩn thôi. Thì cái này là bên em sau sẽ spa đánh xi lại cho nó đẹp đẽ. Đây, những cái viền mạ chrome này sáng bóng đẹp nhá, sơn xi là đẹp hết rồi. Vành càng của em là sơn zin này. Đấy, ốc A còn rất chi là vuông vắn này, lốp còn rất chi là dày. Nói chung các bác mua về là không phải đầu tư gì cả, đĩa phanh nguyên zin theo xe và còn chưa bị gờ mòn gì nhá. Đây cháu quay cho nó nhìn vậy không? Đây, tất cả cái đĩa phanh này chưa gờ, chưa mòn, chưa gờ mòn gì cả. Đấy. Chủ xe đi cũng thuộc dạng giữ gìn. Yếm máu này, yếm máu của em này, khít khao, đường nét của em là khít khao nha, tất cả các chi tiết này cực kỳ khít này. Đầu gáy thẳng tắp luôn. Đấy, không gù, không cong vênh gì cả nhá. Xe thì một khóa, một đôi, bản này thì nó sẽ không có khóa smart key. Đấy. Một đôi khóa này có gắn cả chip chống trộm đây. Đấy. Đây một vòng từ trước ra sau, những cái chân gập này chưa hao mòn gì cả, nhựa sần còn rất chi là đẹp, tem vuông vắn đẹp, da máy còn nguyên zin, bầu gió không xước sát gì cả, vành sau cũng vậy, củ lắp này, vành sau sơn zin này, biển số là 29M148058. 22 triệu đồng nha anh em. Tay sách này là đã được sơn lại rồi nhá, gọi là đã được spa rồi. Đấy, yên áo của em là còn nguyên zin và rất chi là căng đẹp nhá. Đấy, căng đẹp, form dáng còn nguyên. Rất chi là căng này, cái áo zin của em này, mút này còn rất chi là căng này, chưa bị sụt form. Cốp thì siêu rộng. Nhựa sần trong cốp này các bác ơi, sạch sẽ, vuông vắn, không xước sát gì cả. Vâng. 2016 để cho anh em 22 triệu đồng sang tối nhỉ. Anh em nhìn có rõ không mọi người ơi? Tầm này nó cũng bị mới có chưa đến hơn năm, chưa đến năm rưỡi. Vâng. Dòng này của em thì máy đại chất luôn. Máy gọi là 2016, 22 triệu đồng bản màu đặc sần cho em. Có anh em nào quan tâm không ạ? Trước này là trước em học có nói rồi, cái bản màu xám sần này thì nó chỉ có 2016 và 2017, đầu 2017 là có nhá. Nó là bản đời chót rồi. Thì những chiếc xe này thì nó cũng không có nhiều, 26, 27. Xe này cũng chất máy zin, cam kết nguyên zin. Xe không đâm đụng tai nạn, cam kết máy móc nguyên zin các bác nhá. Vâng. Anh Tân Hồng đang bảo là mua xe qua sử dụng sợ xe ngập nước lắm. Riêng cái vấn đề đấy thì bên em cam kết cho anh em không ngập nước, không tai nạn. Đấy mới là vấn đề. Đấy, quan trọng anh em tìm mua một chiếc xe cũ thì mọi người cần tìm mua cho anh em, cho em. Thứ nhất là cửa hàng uy tín. Đấy, phải bán ra thị trường nó có rất là nhiều kinh nghiệm. Thứ hai là nó phải có cái khung mà tóm lại như live stream bọn em không phải là khoe hay, nhưng mà live stream như bọn em là sản phẩm người thật việc thật và sản phẩm thật. Hiện tại là nói thật, ngày nào cũng răng rang trên này gặp anh em ở đây rồi. Nếu mà bán xe không ra gì anh em chịu chết. Còn nói thật với anh em là buôn xe cũ không thể tránh khỏi được một cái lỗi, những cái lỗi nó chẳng may xảy ra. Đấy là cái trường hợp chẳng may thôi. Còn khi xuất xưởng ra một sản phẩm ra ngoài cửa hàng Hoàng Kiên ra cho khách hàng là bên em đã test rất là kỹ càng cho anh em. Đấy, tiền nào của nấy, sản phẩm nào thì tiền nấy. Nên anh em cứ yên tâm về ngập nước này, tai nạn là bên Hoàng Kiên là không nhá mọi người nhá, rẻ cũng không mua. Anh em xem live stream bên em nhiều rồi anh em biết. Ví dụ như chỉ có một cái lỗi nhỏ xíu thôi, vừa rồi là anh em mua một chiếc xe 81, 82 cái thụt nó hơi hơi một tí thôi. Để mà nói bình thường thì mắt bình thường không nhìn rõ, không thấy. Nhưng mà riêng Hoàng Kiên, anh Kiên anh là cái người mà rất là kỹ tính về vấn đề xe tai nạn. Cong vênh là anh không bao giờ anh mua, kể cả rẻ là cũng không mua. Nên là anh em yên tâm mọi người nhá. Em ship tất cả các tỉnh đây anh Trần Nghĩa ơi. LFC mang giá sao chị? Vâng, em có luôn. Còn là Vision lướt 2023, 2024 em có, anh vô điện tử nhá. Nhưng anh inbox trực tiếp cho em đi. Tại vì hiện tại là sáng nay em có like rất nhiều. Rồi hiện tại là Đức Bê Mâm báo luôn là cũng sắp xuống giờ live rồi. Rỡ cái mọi người ơi.
Hiện tại anh em nay đi tặng một chiếc LH1 khóa smart key. Biển này rất chi là hay luôn. Đấy, biển này. Đầu tiên em xin phép giới thiệu cho mọi người cái biển đầu tiên. Thanh Long 29E228080. Dạ được anh em. Anh vào đây đi. Ok, chị Dung đang bận một chút thì em Hợp xin phép review chiếc xe này cho mọi người nhé. Thì quả này thì em lại review từ đằng sau ra đằng trước. Biển thì em Hợp có đọc hai lần rồi. 29E228080. Biển không phải là biển quá đẹp nhưng mà nó biển một cái biển rất chi là đặc biệt dễ nhớ. Em Hợp sẽ mô tả chi tiết về xe nhá. Xe thì các bác ơi để ý giúp em, nhựa dần này, màu này là màu cà phê nhá. Còn rất chi là đẹp nhá. Là củ hậu này không lứt vỡ, không dạn lứt này. Tay sách thì bên em có spa rồi, Oppo bên em thay mới rồi. Những cái chi tiết này thì không thể tránh được đâu, nhưng được bù lại cái của em là sơn xi là nguyên zin, sơn là nguyên zin các bác nhá, sơn zin tem zin. SH1 trong cốp đây, nhựa sần này của em còn rất chi là đẹp nhá. Đây bạn đã chuẩn bị sẵn cho đôi gương thời trang ở trong này rồi đây, yên áo thì căng và đẹp. Đấy, nhựa là khít khao, báng để chân này. Tất cả cái chi tiết được khớp lối nhựa này các bác này. Đấy, 2017 anh em ạ. Sạch sẽ này. Gọn gàng khít khao này. 2017. 2017 quá smart key. Key. Phía khu vực phía trước này thì các bác có thể thấy đây, bên em spa làm đẹp sạch sẽ hết rồi. Tem zin này, những cái tem zin này theo năm tháng vẫn còn khá là đẹp. Màu nó hơi ố rồi. Cái biển mạ inox này của em còn rất chi là sáng và mới nhá. Đấy, chỉ bên em chỉ si sẩm qua nó đã đẹp thế này rồi. Vành càng của em là sơn nhá. Đây là đôi tay phanh đây. Tay phanh này, một đôi tay phanh đây các bác nhá. Một đôi tay phanh đây, không cong vênh. Đấy, không cong vênh gì cả. Zin đây anh em. Zin theo xe. Đấy, tay lắm thì cũng theo năm tháng cũng hơi co ngót một chút rồi, nhưng vẫn là tay lắm nguyên zin theo xe. Thì sau đây em vào xin phép lổ máy. Vâng, ngày hôm nay thì giá cả thì em sẽ đưa ra cái giá gọi là tài lộc phát anh em nhá. 36.800.000 cho anh em một chiếc xe 2017. Bản khóa smart key màu tím than. Đấy, được cái biển đẹp. Biển này hôm nay thì 28080, anh em nào có tí lô đề cờ bạc nào làm quả đít 80. Rực rỡ anh em ạ, làm quả này tối nay làm con lô, ngày mai bốc xe anh em ạ. Chết chạo cái gì đây? Bẩn đấy. 36.800.000 anh em nhá, đời 2017 cho em. 36 mình lấy Vũ Mai. Vắn, nói chung là xe 50cc dòng xe liên doanh này thì chúng ta không thể yêu cầu quá cao về mặt chất lượng được, bởi vì nhà máy cho các bạn học sinh cấp 3 đi không cần bằng trong vòng 3 năm đi học cấp 3 là thoải mái thôi. Còn về các bác muốn đi xe mà lâu dài thì các bác sau khi các bạn ấy lên đại học các bác lại sắm xe 100, 110. Vâng. Okay, một vòng quanh xe theo em nói nhá. Xe thì bên em cũng chưa dọn đâu ạ, chưa dọn đâu, đang mộc mạc đấy nhá. Sơn xi thì có hơi một chút, cái này thì đánh xi xi sẩm các thứ, chấm sơn vào là ngon là đẹp ngay. Vâng, anh Tứ Gia còn trên này không ạ? Đang tìm mua một chiếc xe quay cho con hoặc là xe 50cc cho con. Yếm áo liền là không vỡ. Vâng. Không vỡ các bác này, tất cả cái đường nét khít khao hết này. Đấy, đường nét là khít khao, yếm nhựa các thứ là ngon lành gành đào. Về nói chung là xe này nếu mà dọn thì bên em cũng chỉ là kiểm tra lại các chi tiết hoạt động bình thường và đánh xi chấm sơn lại một vài điểm thôi. Đấy, đồ đạc là vuông vắn hết mọi người nhé. Đồ đạc là vuông vắn hết. Biển số thì em đến từ tỉnh Bắc Ninh, 99AC01036. Quay không khác gì nhiều so với một chiếc quay của Honda. Đấy, chỉ khác nhau cái là ở chất lượng và máy 50cc thôi. 2021 đấy, tăng mỗi cái là ở máy 50cc. 7.800.000 không cần bằng. Xe của hãng Việt Thái nhá. Xe của Việt Thái. Thôi ngày nay em hạ giá anh em nhá, 7.800.000 cho anh em một chiếc xe quay 2021 đấy. Tình trạng của em nó thì cũng là phanh ăn còi kêu, hai bánh quay đều. Đấy, còi đèn xi nhan đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Đời thì đời 2021, của anh em nào quan tâm mua cho các 7.800.000 đồng mọi người nhá. 7.800.000 đồng các anh chị nào mua xe cho các cháu học sinh cấp 3. Đây có ngay một chiếc xe sở hữu ngay cho em một chiếc với chỉ 7.800.000 đồng. Đấy, đi chán xong 3 năm thì lại bán lại cho Hoàng Kiên, bên em lại nhập về bán cho người khác thôi. Thì cứ lùi cho bên em một chút, thì cái dòng xe này nó cũng rất chi là rẻ rồi, nó không thể rẻ hơn được nhiều quá nữa. Vâng, con này 50cc anh em ạ, bản đời 2021 anh em nhé, một chiếc xe quay.
giống y xì một chiếc xe Way 100. Bản cũng là bản đồ bò 4 ốc nhưng hàng này là hàng liên doanh. Đấy, bán ra có 7.800.000 thôi, cho anh em nào quan tâm mua về cho vợ, à quên, mua cho các con đi học, không cần bằng từ lớp 10 đến lớp 2, không, lớp 12. Đấy, các bố các mẹ cũng nên cân đối, tại vì là cũng không nên cho các con đi phân phối lớn. Nhiều khi là phân phối lớn nhiều khi cũng phức tạp lắm ạ. Nói ra thì bảo gì, nhưng mà đúng là các con mình đi tuổi nào đi vào tận trường bắt xe luôn. Đúng rồi, không phải Honda anh em nhé, xe liên doanh thôi. Đấy, xe dành cho các bé đi học 150, xe 50 thì hầu như là xe liên doanh là chính. Của Honda thì hầu như là không có. Vâng, 7.800.000 anh em nhá. Anh em nào quan tâm cho em. Chưa sản xuất ở tại thị trường Việt Nam rồi, xe 50 cc. Tiền ok. Không mới đời cao. Tấn nặng. Ok em ơi. Đọc giá luôn đi chị Dung ơi. Rồi để kiểm tra luôn giá một chiếc xe B biển 36. Thì bên em đã spa làm đẹp sạch sẽ. Và thay dầu định kỳ, chạy phà phạt. Chiếc tay phanh mới, thay một chiếc tay phanh mới, một đôi tay lắm mới, cái gì thay cái gì nặng 13,5 anh em ạ, thông báo luôn. Đấy, một đôi tay lắm mới, đây tay phanh này của em vẫn còn nguyên zin, tay phanh bên phải đã thay mới rồi. Sơn si này, sơn si thì dĩ nhiên là theo 5 tháng thì nó không thể bóng đẹp được như lúc mới nữa, nhưng mà của em đặc biệt nó là sơn zin tem zin, sơn zin tem zin có sức sát nhẹ một vài điểm không đáng kể. Đấy, vành càng của em là sơn zin hết nhá, vành càng của em là sơn zin. Kiếm áo liền nạc nứt vỡ, đấy, không há mồm cười đâu. Đấy, tất cả những chi tiết áo của em này, những chi tiết khớp nối này, nhựa liền nạc hết, tem zin các bác nhé. Thôi anh Long ngủ ạ. Da máy thì cũng đã được sờ bạc củ này, bánh vành bánh sau cũng là sơn zin này, nhựa sần thì theo 5 tháng nó cũng hơi bạc một chút. Em này thì đến từ tỉnh 36 Thanh Hóa, 36B381341 nhé. Được cái con này máy còn zin. Hình hài thì có được spa anh em nhé. Đây anh em nhìn hộ em cái gioăng này, cái gioăng được cái củ láp rất đẹp. Từ từ cũng nổi em ơi. Anh em nhìn củ láp ốc này, ốc này, củ láp rất đẹp. Đây, quay tiếp vào có cái gioăng này, anh em nhìn hộ em cái gioăng. Đấy. Zin luôn anh em nhé, được cái con này máy zin. Hình hài thì có thể là được cứng spa. Cáp đấy, hình á, cứng, vâng. Cứng cáp đấy chứ các bác ạ. Vâng, spa nguyên cái tay sách cho em, biển thì biển tỉnh, biển 36B 3 8141341. Em để cho anh em ngày hôm nay giá có 13.500.000 thôi. Quan trọng là ở đây em nhấn mạnh một điều là nó là máy zin, được cái máy chất lượng, anh em rút hồ sơ thoải mái. Đấy, vấn đề anh em nghe tiếng máy rồi, sướng không? À. Các dòng xe khi chúng ta mà mua được cái xe máy zin nghe bao giờ là cũng chất. Nghe nó sướng tai anh em, mà nghe nó mút, nó cũng có nghĩa là nó không bị rồ. Bình thường ấy, xe làm ra máy ra rồi, tất nhiên là anh em nào khéo làm rất là ok. Khi mà máy ra rồi mà người ta làm, người ta có cái độ gọi là kỹ thuật cao ấy, là người ta làm mà máy nó vẫn cứ ok. Nhưng mà bình thường là máy ra là nổ nó sẽ phèo phèo hơn một xíu. Còn khi mà máy nguyên, nó còn nguyên bản, nguyên bản là anh em nghe tiếng máy chất lượng nó mút. Đây, anh em nghe tiếng không em? Vâng, xe rồi nha, bác nào quan tâm chiếc xe này liên hệ ngay về bên số hotline bên em 13.500.000, hoặc là các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ 52 phố Chùa Hà giúp em nhé. Rồi. Dòng chân dài đây. Dòng Liberty. Dành cho các kiểu lưỡi chân dài. Anh Tôm, anh xem con kia đây có ok được cái máy, em khẳng định anh máy zin, hình hài đấy, hợp có tả chi tiết một vòng rồi. Anh em nào xem thì mọi người biết tất cả chi tiết nào làm rồi, em cũng đã nói đi luôn rồi, cái gì còn em cũng đã tả chi tiết cho mọi người rồi, bởi vì ở xa không đến được thì em sẽ cố gắng tả chi tiết về xe nhiều hơn. 20 triệu không anh Tôm ơi, nếu mà 15 đến 20 triệu thì anh, một là anh lấy được cho em đời đấy, hai là anh lấy cho em Ablet đầu to, ba là anh lấy cho em Ablet đèn bản đèn bi, cố lên một xíu nữa hơn 20 triệu thì anh có thể lấy cho em bản led, bản đèn led 2016 đấy, anh có thể cân đối cho em về giá nha anh Tôm nhé. Rồi, tiếp theo một chiếc Liberty. Liberty 125 IE các bác nha, có phun xăng điện tử rồi, màu xanh tím. Ly Việt anh em ạ, Ly Việt chứ không phải Ly Nhập đâu ạ, Ly Nhập thì ok các bác ơi. Giá cực kỳ yêu thương. Tay cao su tay lắm thì bên em đã thay rồi, một đôi tay lắm mới cho nó đẹp, nó phù hợp với form dáng của xe. Tay phanh vẫn còn nguyên zin cả đôi đấy, tay phanh là còn nguyên zin cả đôi, tay lắm thì bên em thay mới rồi. Sơn si đồ đạc các thứ này bên em đã spa làm đẹp sạch sẽ hết cho mọi người rồi. Mọi người mua về là chỉ việc sử dụng okay giúp em thôi. Đây, vành càng của em là còn sơn zin, những cái ốc inox này còn rất chi là sáng đẹp này.
yếm áo của em là khít khao, đồ nhựa sần còn đẹp nhá, nhựa sần còn rất chi là đẹp luôn này. Đây, chi tiết này, các chi tiết ốp inox này còn rất chi là đẹp. Tem thì đã là thay một bộ tem mới rồi. Cái tem theo 5 tháng thì nó cũng bị bong chóc, nó mất 1-2 chữ rồi. Da máy thì còn zin nhưng mà có sợi ba nhẹ một chút ở đây rồi. Đấy, củ lát sạch sẽ, không hóa chất tẩy rửa, thì mời lên nguyên bản nó trắng rồi. Theo 5 tháng luôn, vành của em là còn sơn zin nhá. Biển số là 29F1 từ quận Tây Hồ 01642. 29F1 01642 nhá. Giá 10.600.000 anh em ạ. Một chiếc Liberty đời 2011 bản IED hit luôn. À quên, sorry anh em, để lao. Đấy, nhiều khi nói nhanh quá, nói nhịu nói ngọng anh em mắng chết. Đề lao anh em nhá, bản này vẫn là đề đây này, anh em nghe em nọ, em đề hộ em phát này. Đó, nhiều cái đấy. Khi đề lên nó vẫn có tiếng reo 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 reo, đấy nó gọi là đề lao. Còn đề hit thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy. Giá để cho anh em có 10.600.000 cho anh em một chiếc Liberty. Xe Việt Nam anh em nhá, 125 đời 2011 2012, form dáng giống nhau. Đấy. Anh em nào quan tâm cho em được cái là máy hôm nay sạch sẽ ngon lành gành đào hết rồi. Màu xanh tím than cho em mọi người nhá. Không có. Một con xe Way đời cổ. Con xe Way đời cổ thôi. Anh ý trời không thể đỡ được. Vâng, đúng rồi anh ạ, ý trời không thể đỡ được. 10.600.000 thôi anh ạ. Giá cực kỳ là yêu thương luôn cho anh em. Grande thì giá thì ban sáng em like có 19 năm thôi. Đời 2017. Đấy, sáng em like con 2017 cùng với anh Kiên màu tím than là 19.500.000. Còn là hiện tại là Đức Bê Mâm mộc báo trên tầng 2 đang bận quá không cho xuống được. Anh mê ghẹ đeo kính. Ai giỏi, mê ghẹ đeo kính à? Kính quá. Ừ. Đi, con này sao? Đấy, lên sóng luôn cho mọi người một chiếc SH1 thôi. Con này biển. Anh em cho em xin nút chia sẻ mọi người ơi, cho rực.